Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn các sắc chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thọ tưởng hành thức chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn nhãn xứ chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn sắc xứ chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn giới chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn sắc giới chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp giới chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn thức giới chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn xúc chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chỉ rõ niết bàn.